Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7, Công an tỉnh đã tổ chức bế mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Hòa Bình năm 2022 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022. Tham dự có đồng chí Đại tá Lê Xuân Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Tham gia hội diễn có hơn 400 cán bộ chiến sĩ ở 14 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ công an các đơn vị, công an huyện, thành phố, với 70 tiết mục nghệ thuật có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng cảnh sát nhân dân vì bản làng bình yên, vì nhân dân phục vụ. Qua đó nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng qua các giai đoạn cách mạng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các tập thể, trao 11 giải A cho các tiết mục xuất sắc. Ngày 12 tháng 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 khóa 6 năm 2022. Sau 12 ngày học tập, các học viên đã được học tập nghiên cứu 20 chuyên đề về lý luận, một nội dung thực hành luyện tập bắn súng tiểu liên AK, tọa đàm thảo luận về nội dung liên quan. Qua những kiến thức mới được cập nhật giúp các học viên nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng an ninh của Đảng, âm mưu thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay. Các học viên được nâng cao khả năng tham mưu, đề xuất, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 12 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông và tỉnh đoàn đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên về sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn. Hai bên sẽ phối hợp hoạt động thuộc các nhóm, thông tin tuyên truyền, thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh niên, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên Hòa Bình. Các hoạt động phối hợp sẽ được triển khai xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Việc thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp sẽ giúp tuyên truyền khuyến khích thanh niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực số, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngày 12 tháng 7, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác truyền thông sử dụng mạng xã hội hiệu quả cho công tác công đoàn. Gần 100 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã được tiếp thu các nội dung kỹ năng trong việc viết tin bài phản ánh hoạt động của công tác công đoàn, cách đăng thông tin trên website của ngành và mạng xã hội để nâng cao hiệu quả truyền thông. Đây là hoạt động cần thiết nhằm góp phần lan tỏa những thông tin lành mạnh, chính thống, những giá trị tốt đẹp của công đoàn cơ sở trong thời đại 4.0. Nhân dịp này, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổng kết cuộc thi Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên Công đoàn viên chức tỉnh năm 2022. Kết quả, ban tổ chức trao một giải nhất cho Công đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 2 giải nhì, 3 giải khuyến khích. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Song Ủy ban dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế đang được củng cố bằng những điểm sáng trong bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2022, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao, những tháng đầu năm 2022, tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Nửa đầu năm 2022, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển khả quan, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá đạt 5,13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, đặc biệt tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược. Cái 6 tháng đầu năm về tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn của tỉnh thì con số cũng đạt là khá cao, với 29 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư.
với số vốn đăng ký là trên 10.000 tỷ. Chúng ta tập trung về tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư. Cái thứ hai nữa là Hòa Bình thì chúng ta đang tập trung để mà cải thiện những cái môi trường đầu tư. Cho nên là các nhà đầu tư thì cũng rất là quan tâm. Thế và chúng ta đang thực hiện cái quy hoạch của tỉnh. Đây là những cái vấn đề mà rất quan trọng để có những cái định hướng trong phát triển kinh tế xã hội. Một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế là sự chuyển động mạnh mẽ của hoạt động sản xuất công nghiệp với sự phục hồi tại hầu hết các địa phương. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,7%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 25.637 tỷ đồng, tăng 16,9%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã từng bước phục hồi và sản xuất ổn định. Đây là mức phục hồi ấn tượng sau 3 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sản xuất phục hồi nên công tác thu ngân sách nhà nước những tháng đầu năm cũng đạt được những kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.257,2 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm 2022, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là khoản thu từ đất. Chúng tôi phấn đấu quyết liệt và đã có tính toán phân tích kỹ lưỡng các cái nguồn thu và đảm bảo sau đó có sự phối hợp nhịp nhàng để mà tập trung, để mà quyết liệt ngay từ đầu năm để mà phấn đấu thực hiện thắng lợi cái dự toán thu ngân sách. Có thể nói là cái nguồn thu từ đất đã được Ủy ban tỉnh chỉ đạo hết sức là kỹ lưỡng và hiện nay đã có rà soát từng các cái dự án và trình tự thủ tục từ khâu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc tổ chức đấu giá đất. Từng cái nội dung cụ thể ở cấp sở và cấp huyện đã nói chuẩn bị khá là chu đáo. Ấy do vậy cho nên hôm nay hiện nay là ban chỉ đạo đôn đốc tỉnh cũng hết sức quyết liệt và giao nhiệm vụ cho các huyện, giao nhiệm vụ các sở ngành và chúng tôi phấn đấu quyết liệt để mà thực hiện đảm bảo vượt cái dự toán thu tiền đất mà hội đồng nhân tỉnh đã thông qua. Trong bối cảnh tình hình thời tiết diễn biến khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì mức phát triển trung bình khá. Các ngành chăn nuôi trồng trọt đều tăng trưởng. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,63%, cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao. 6 tháng đầu năm đã thực hiện chuyển đổi được trên 1.300 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác. Các mô hình liên kết sản xuất, chuỗi giá trị trong sản xuất tiếp tục đem lại hiệu quả tích cực và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đặc biệt với sự chỉ đạo quyết liệt, đến nay tỉnh đã có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,4% tổng số xã trên địa bàn. Bình quân tiêu chí các xã đạt 15,67 tiêu chí một xã. Tỉnh Hòa Bình cũng đã tập trung đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển. Nhiều dự án quan trọng, đặc biệt là nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được đầu tư. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở ra cơ hội khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển du lịch dịch vụ, đô thị trên địa bàn. Đối với các dự án trọng điểm, có thể kể ra như là dự án đường liên kết vùng, dự án đường Hòa Lạc Hòa Bình thì cũng đang được triển khai thực hiện. Đây là dự án có tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ và dự kiến trong nhiệm kỳ này sẽ triển khai đầu tư và nâng cấp cái tuyến đường này lên thành tuyến đường cao tốc hoàn chỉnh 6 làn xe, kết nối thuận lợi với Hà Nội. Dự án đường Hòa Bình Mộc Châu, km 19 đến km 53 thì chúng tôi cũng đang triển khai thực hiện và dự kiến năm nay cuối năm nay cũng sẽ khởi công. Ngoài ra là các cái dự án kết nối giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cái dự án phục vụ cho du lịch, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và tạo ra nhiều quỹ đất cũng đã được triển khai thực hiện đồng bộ, có chọn lọc. Cùng với cả nước, sau khi kiểm soát được dịch COVID-19, tỉnh Hòa Bình đã mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Các địa phương đã triển khai các hoạt động kích cầu du lịch và đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng khách du lịch 6 tháng đầu năm đạt 1,68 triệu lượt khách, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm 2021. Khách quốc tế 60.000 lượt, khách nội địa 1,62 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 1.900 tỷ đồng. Nửa chặng đường năm 2022 đã qua, những kết quả đạt được sẽ là động lực quan trọng để tỉnh Hòa Bình quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với những giải pháp cụ thể, quyết liệt, đang mở ra cơ hội mới để tỉnh Hòa Bình bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải sinh hoạt đang là bài toán nan giải tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó, nhà máy xử lý rác thải Hoàng Long của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Hoàng Long chi nhánh Hòa Bình đặt tại huyện Lương Sơn đã ngừng hoạt động. Không thể đốt rác, nhà máy xử lý rác chuyển sang chôn lấp. Điều này đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân quanh khu vực nhà máy. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đã hơn một năm nay, nhiều hộ dân sống gần khu vực nhà máy xử lý rác thải Hoàng Long của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Hoàng Long có địa chỉ tại tiểu khu 11 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn đã phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường. Ruồi nhặng từ bãi rác bay tràn ra khu dân cư. Hộ gia đình anh Phạm Văn Tần sống gần khu xử lý cho biết, gia đình loay hoay các biện pháp xử lý ruồi mà vẫn không hết. Mưa thì mát rồi thì nó đỡ, còn 3-4 hôm trước nắng nóng nhiều, ruồi nhiều khủng khiếp. Cứ mỗi một buổi gần này là ruồi này, đấy anh em xem đây này, đây có thực tế luôn đây này. Cứ mỗi một buổi là gần này ruồi, mang cái bẫy ruồi này cứ mua hết một đợt một ngày này phải vứt đi. Nhưng mà nó cứ nắng thôi hay là có ngay là ruồi nhặng còn nó không tưởng tượng được. Nhất là cái dịp này mà dịp đầu hè thì nó đen luôn, cảm giác ăn như kiểu là ăn cơm với cả xôi nó đen, kiểu thế nó đậu nhiều thế. Theo báo cáo của Ủy ban dân huyện Lương Sơn gửi Ủy ban dân tỉnh Hòa Bình về tình hình xử lý rác thải tại nhà máy xử lý rác thải Hoàng Long, thì hệ thống xử lý rác của nhà máy này đang dừng hoạt động. Lò đốt số 1 đã hỏng, không thể khắc phục sửa chữa. Lò đốt số 2 hỏng hệ thống ống khói và dừng hoạt động từ tháng 3 năm 2021 cho đến nay. Từ khi nó hỏng cái nhà máy cho nên là cái mỗi khi là công ty đun đẩy, dùng máy xúc đẩy rác ấy, mà nắng lên là cái mùi nó bốc mùi rất là hôi thối đối với bà con dân cư dưới đấy. Cho nên là bà con dân cư cũng rất là bức xúc, cũng tiểu khu cũng đã phản ánh rất nhiều lần với giám đốc công ty. Nhưng hiện nay là công ty cũng đang cái tình trạng là đang khắc phục cái lò đốt. Bằng mắt thường có thể thấy, thiết bị của nhà máy xử lý rác thải Hoàng Long đã xuống cấp. Các phần mái che chắn nhà xưởng đã mục nát theo thời gian. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn, trong lần kiểm tra gần nhất ngày 14 tháng 4 năm 2022, lượng rác thải tồn đọng chưa xử lý tại nhà máy này là gần 30.000 tấn. Trong đó năm 2021, nhà máy xử lý rác thải Hoàng Long tiếp nhận hơn 6.900 tấn rác thải của huyện Lương Sơn. Từ ngày 1 tháng 1 đến 14 tháng 4 năm 2022, nhà máy tiếp nhận hơn 2.200 tấn rác thải. Ngoài ra, khối lượng rác thải công ty đã tiếp nhận của thành phố Hòa Bình còn tồn đọng là 19.129 tấn, hiện nay đã dừng tiếp nhận. Dù đang dừng hoạt động, nhưng chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Hoàng Long vẫn cho tập kết bã phân gia súc gia cầm với khối lượng khoảng 30 tấn để sản xuất thử phân bón kết hợp từ mùn hữu cơ trong rác thải sinh hoạt và bã phân gia súc. Tuy nhiên, công ty không cung cấp được các giấy tờ chứng minh được việc cho phép sản xuất phân bón tại nhà máy. Cái dây chuyền đốt của công ty đang hỏng, thì là công ty đang đặt thiết bị để sửa, thì dự kiến là khoảng tầm 15 tháng 8 thì được hoạt động để giải quyết vấn đề dứt điểm vấn đề rác của Lương Sơn. Trước là công ty cũng có chở hàng khoảng 20 tấn phân bò để ủ cùng với cái mùn rác để nâng cao cái hiệu quả vi sinh. Hiện nay công ty đã dừng và không nhận nó nữa, và nay đang hoàn thiện công nghệ và chất lượng sản phẩm để xin phép với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để xin cái đăng ký cái sản phẩm đã được phép lưu hành. Thì sau khi có giấy phép của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì công ty mới tập trung sản xuất. Ủy ban dân huyện Lương Sơn đã yêu cầu chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Hoàng Long thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết khối lượng rác thải còn tồn đọng tại nhà máy, đồng thời kiến nghị Ủy ban dân tỉnh Hòa Bình xem xét thu hồi dự án nhà máy rác thải Hoàng Long. Cái việc mà vận chuyển cái một số cái phân của gia súc gia cầm về đó thì huyện cũng đã nắm được và chúng tôi đã có cái văn bản đề nghị dừng ngay cái việc đó. Tuy nhiên là công ty cũng đã có cái báo cáo là định thử nghiệm cái việc là sản xuất phân hữu cơ trên đó. Tuy nhiên là huyện đã có cái chỉ đạo là khi nào mà nếu định thực hiện việc đó phải có được cái chủ trương đồng ý của Ủy ban nhân tỉnh và Ủy ban nhân huyện để ông thực hiện cái sản xuất chế biến cái phân hữu cơ trên cơ sở của ông thì đơn vị mới được thực hiện việc đó. Năng lực xử lý rác thải của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Hoàng Long không thể đáp ứng yêu cầu thực tế. Vấn đề này nếu không được giải quyết thì sự bức xúc của người dân địa phương về ô nhiễm môi trường do nhà máy này gây ra
sẽ còn kéo dài nhiều năm. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, có lúc có mưa dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, có lúc có mưa dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, có lúc có mưa dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.